Xin chào quý vị, Minh Đức lại có mặt ở đây để lại cùng với những vị khách mời của Ký ức tươi đẹp đưa quý vị về một những vùng trời ký ức thực sự là tươi đẹp. Khách mời của chúng ta hôm nay không chỉ có ký ức tươi đẹp, người cũng đẹp nữa. Minh Đức rất vui để chào đón đến với Ký ức tươi đẹp hôm nay người mẫu Quang Đại. Xin chào Quang Đại. Dạ, xin chào Minh Đức và em cũng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang xem Ký ức tươi đẹp. Và ngày hôm nay thì chắc là hy vọng là anh sẽ khơi lại cho em những cái ký ức mà mình đã bỏ quên. Thì xin phép được ạ, rót trà mời khách ạ. Cảm ơn anh. Ngày hôm nay em ngồi đây em cảm thấy là mình rất là may mắn, tại vì mình đã vượt xa ra khỏi những cái mà mình gọi là những cái ước mơ của mình, những cái cuộc sống của mình và những cái gọi là thời thơ ấu của mình. Em là một người xuất phát điểm rất là bình thường. Nhà cơ bản, ba em làm công nhân viên, mẹ em làm nội trợ. Cuộc sống ở dưới quê thì nó cũng rất là bình thường, nó không có gì hết. Đi học xong rồi về nhà. Ước mơ xịn nhất của em là kiểu một năm đi du lịch được một lần nước ngoài. Tức là ngày đấy là mơ ước là một năm đi nước ngoài một lần thôi. Thế còn bây giờ khi đã thành một travel blogger rồi thì Đại có nhớ là cái năm mình đi nhiều nhất ấy là bao nhiêu lần không? Chắc là không đếm nổi, tại vì thật sự là đôi khi có những chuyến đi mà một tháng mà em không về nhà luôn, em không về Sài Gòn luôn. Tức là có một khoảng thời gian em dành và tập trung hết tất cả những cái gọi là năng lượng. Em làm việc rất là chăm chỉ để em kiếm tiền đi du lịch. Em cảm thấy là đó là một khoảng thời gian mà vừa quá tải nhưng lại có quá nhiều niềm vui và kỷ niệm. Trong những cái nơi mà Đại đi, có một cái nơi nào mà khi mình đến đấy mình cảm thấy là đây là cái nơi mà gần nhất với những gì mình đã từng mơ ước? Trước khi em là người mẫu, em là một người cũng rất là siêng học, học tập. Em học ở Đại học Luật. Em thì em thích về kiến thức, văn hóa, về lịch sử. Nên là em rất thích những cái nơi giống như là có chiều sâu về lịch sử, như là Ai Cập chẳng hạn. Rồi sau này hoặc em kiểu là em làm người mẫu thì em mơ ước tới những nơi mà gọi là hơi xa hoa một xíu, giống như là New York hoặc là Paris. Thì những cái thành phố đó là thành phố kiểu là kinh đô thời trang rồi. Có một kỷ niệm vui là em tham gia Next Top Model, không phải là em để làm người nổi tiếng. Và em chỉ muốn thắng cái cuộc thi đó, tại vì cuộc thi đó là giải thưởng năm đó là được đi Paris. Và em không có thắng của cuộc thi đấy. Em nghĩ là đôi khi mình không đạt được một điều gì đó, một cái vấn đề gì đó mình mơ ước trong cuộc sống, đó là một cái động lực rất là tốt để mình có thể đẩy mình lên phía trước. Người mẫu là một cái thế giới mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất là xa hoa và hào nhoáng. Người ta có thể dễ dàng đạt đến những cái điều mà mình muốn. Lúc mà mình bắt đầu ý thức được rằng là mình thực sự là một người có ngoại hình và mình có thể có những cái cơ hội bằng cái ngoại hình của mình, thì Đại đã đối mặt với những cái suy nghĩ khác nhau xung quanh cái lựa chọn cuộc đời của mình như thế nào? Cái vấn đề này thì nó lại là cái vấn đề nó rất là mắc cười. Tại vì em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là một người mẫu hết. Cái định hình nghề nghiệp và ước mơ của em luôn là em học hành đàng hoàng, xong mà em ra em làm công ty nước ngoài. Em thời điểm đó em chỉ nghĩ được như vậy thôi. Và may mắn hơn thì nếu mà mình học giỏi hơn, mình chăm chỉ hơn thì mình làm giảng viên. Cái vấn đề mà em ý thức về ngoại hình của em là một người có thể kiếm tiền được từ ngoại hình đó là rất là muộn so với mọi người khác. Là em bắt đầu làm người mẫu là năm 19 tuổi thì khoảng thời gian đó em mới biết là từ từ mình trau dồi hơn. Chứ thật ra trước đó em không nghĩ em là người đẹp, tại vì em rất là khờ và kiểu mấy người mà học nhiều á nó bị kiểu đeo kiến dày rồi xong rồi bận áo rộng rồi xong rồi rất là kiểu nhà quê và rất là khờ, kiểu đi đâu mình cũng mặc cảm là tại vì mình cao mà mình ốm quá, tại vì thời đó mình đâu có biết đâu. Xong rồi mình cứ rụt cái vai lại rồi mình rất là kiểu rất là nhìn rất là nhạt nhòa, khá là khờ. Nên là trở thành nổi tiếng là không có bao giờ trong cái list của em. Từ khi nào thì có những ai là người xung quanh Đại phát hiện ra bên ngoài cái vỏ bọc của một chàng như Đại nó rất là nhà quê thì là một người hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng ngoại hình được? Thực ra thì là cái con đường của em không phải là em đến với người mẫu là tại vì em biết là em đẹp. Từ khi năm nhất đại học là em đã làm việc rất là chăm chỉ rồi, em làm nhiều công việc khác nhau. Em làm tour guide, em làm người phục vụ, rồi em làm bưng nước, bưng cà phê, pha chế này nọ. Để em học ngoại ngữ, và ngoài đó thì mình kiếm tiền. Mình dành dụm rất là nhiều tiền để thực hiện cái ước mơ của mình đi du lịch. Với những công việc mà phụ bàn, mức lương hồi đó là 15.000 một tiếng. Hoặc là hướng dẫn viên, em có làm hướng dẫn viên du lịch ở Dinh Độc Lập. Ngày làm mình có 100.000, 200.000. Em cũng nghĩ là cái nghề người mẫu là một cái công việc nó rất là dễ dàng, nó kiếm được tiền rất là dễ dàng, là easy money. Thời đấy thì là một buổi chụp được 500.000 hoặc 700.000 mình đã cảm thấy là thu nhập vượt trội rồi. Nên là mình nghĩ là ô cái công việc này nó cũng hấp dẫn. Mình cảm thấy wow, với cái số tiền này mình có thể để dành làm được vấn đề này, vấn đề kia. Nên là từ đó thì em làm người mẫu nhiều hơn, tức là em xuyên đi chụp hơn. Và từ đó thì mình cũng được nhiều người biết đến. Con đường của em không phải là giống như là hoa hậu hoặc là giống như những người bạn đẹp khác, là các bạn biết là các bạn đẹp rồi, các bạn đi thi để các bạn kiểu lấy vương miện, sự nổi tiếng và danh vọng.
Còn em á, em chỉ nghĩ là đây là công việc part time thôi, nên đó là lý do mà em làm người mẫu. Đấy, tức là mọi chuyện nó đến có vẻ rất là tự nhiên đúng không? Dạ. Và khi nó đến tự nhiên thì nhiều khi mình thấy nó cũng bình thường. Thế nhưng mà khi mà bước chân vào cái thế giới người mẫu thực sự rồi, Đại mới thấy là nó có những cái gì mà có thể trước đây mình không bao giờ mình hình dung ra. Chắc là em may mắn nên em vẫn chưa gặp được chuyện gì nó phức tạp trong cái nghề nghiệp của em luôn. Tính cách của em rất là an toàn, em cũng không có kiểu cạnh tranh với ai, hoặc là kiểu công việc của em thì em chỉ có dành thời gian để làm việc của em thôi. Nên là em không có bao giờ mà gặp mâu thuẫn hay là gặp đồng nghiệp chơi xấu. Khi mà mình trở thành người mẫu rồi thì Đại thấy là những cái mơ ước của mình nó đã mở rộng ra như thế nào? Có những gì bây giờ mà mình muốn đạt tới ngoài cái việc là mình xác định cuộc đời mình sẽ là một nhà văn? Thì thật ra thì em thấy nó mở rộng quá nhiều, nó cho em quá nhiều cơ hội, nó cho em nhiều cái sự gặp gỡ, nhiều mối quan hệ và cho em tất cả mọi thứ. Thật ra là vậy. Tại vì em đã chia sẻ là trước khi em làm người mẫu em không nghĩ là cuộc sống em sẽ như ngày hôm nay. Và sau khi em làm người mẫu rồi và em càng làm nhiều thì em cảm thấy là quá may mắn. Tại vì không phải là bạn nào làm, bạn đó đam mê, bạn đó cũng nổi tiếng và được mọi người đón nhận. Đó là một sự thật. Mình cũng không hiểu công chúng đón nhận và yêu thương mình một cách rất là tự nhiên. Nên đối với em đó là một món quà vô giá trước cái đã. Ở Việt Nam thì mình muốn là ok, công việc của mình ổn định, tất cả mọi người yêu mến mình. Nhưng mà ra quốc tế thì mình muốn là tại sao mình không trở thành một người mà gọi là hình mẫu cho thế hệ trẻ của Việt Nam. Mình có ngoại hình, mình có chiều cao, và khi đứng với các bạn quốc tế mình cũng không bị thua kém. Ngoài ra thì mình cũng có ngoại ngữ, mình lại có chiều sâu về văn hóa, về kiến thức về lịch sử Việt Nam. Thì nghĩ là cao xa như vậy. Đấy, không, nhưng tức là không biết có được hay không. Không, mình thấy rõ ràng là Đại đang kể về những cái gì mình làm mà rất là tự tin. Bởi vì thực ra mình đã làm được. Khi nhìn một những người mẫu nổi tiếng, người ta thường hay nghĩ là những anh này, những chị này thì cần quái gì phải làm gì nhiều, tiền đâu có thiếu. Có rất nhiều những cái cám dỗ. Thì một người mà như Đại chia sẻ là mình cũng đã đầu tư rất nhiều cho học thức này, cho những cái dự án lớn của đời mình, thì sẽ đối diện với những cái cám dỗ đấy như thế nào? Em nghĩ là mình là như thế nào thì mình được đối xử như thế nào là do cách mình thể hiện. Và mình chấp nhận cái sự gọi là người ta offer, giống như là một cái lời đề nghị khiếm nhã đi. Thực ra là người ta đâu có phải gặp em xong mà người ta nói ê em ơi như này được đâu. Nên là em nghĩ là mình phải có thái độ đúng mực và nguyên tắc với tất cả mọi thứ. Người ta đẩy mà mình không đưa thì làm sao mà có câu chuyện xảy ra, đúng không? Nên em nghĩ là công việc nào nó cũng phức tạp hết, không phải là người mẫu không, chỉ là điều quan trọng là thái độ của mình đối với nó. Dù như thế nào nữa vẫn phải nhớ những nguyên tắc cơ bản của mình. Đại có thể liệt kê ra đi một số cái gọi là nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc cơ bản của em dễ lắm, chăm chỉ. Chỉ là phải chăm chỉ thôi. Thật ra em nghĩ là cuộc sống nó rất là khó nhưng mà cũng rất là dễ. Tại vì khó là đôi khi người ta sẽ bị loay hoay, người ta không biết là người ta phải làm gì, người ta phải đối phó với cuộc sống như thế nào. Nhưng mà em nghĩ cuộc sống là rất là dễ, tại vì mình chỉ cần chăm chỉ thôi. Thật ra nếu mà hôm qua mình chăm chỉ không đủ thì hôm nay mình chăm chỉ bù. Và em nghĩ là cái đấy là cốt lõi của công việc và cuộc sống. Lúc mà Đại cảm thấy là vinh quang nó bắt đầu đến với mình, tức là cái sự nổi tiếng nó bắt đầu đến với mình, thì nó có những cái gì nó khiến cho mình cảm thấy bị khớp, hay cảm thấy mình phải mất một thời gian thích nghi, hay là có những cái chuyện gì đó nó rất là dễ để xảy ra những cái chuyện xấu cho mình? Em cũng nghĩ là vẫn sẽ có, nhưng mà thật ra thì tính của em rất là lạc quan. Em học được rất là nhiều từ cuộc sống và những người bạn xung quanh. Nếu mà mình không có thay đổi cuộc sống được thì mình thay đổi quan điểm của mình đối với cuộc sống. Nếu mà bạn cảm thấy là vấn đề đó khó chịu thì mình không khó chịu với vấn đề đó nữa, mình thay đổi quan điểm của mình đi, mình nhìn nó vấn đề tích cực. Người ta muốn soi mói mình tại vì người ta yêu quý mình, người ta muốn biết về đời tư của mình. Đó, em cứ chọn cách là không có nghi ngờ những cái vấn đề nó tiêu cực trong cuộc sống của mình. Thí dụ chuyện khó chịu nhất đối với Đại trong trường hợp đấy là gì? Em cũng có rất nhiều sự khó chịu, nhưng mà cách của em thì em im lặng thôi. Tại vì em nghĩ là kiểu là mai người ta cũng không nhớ đâu. Em hay là vậy, tại vì cuộc sống của em còn không nhớ là hôm trước em làm gì. Thì em chắc là người ta cũng không nhớ là Đại nó đã làm scandal này đâu. Em cứ lạc quan giống như vậy. Em nghĩ cái đó là một cái xu hướng của cuộc sống thôi. Tại vì anh cũng đâu có nhớ đâu. Đúng là vậy. Tại vì em cũng thật ra nhận định là em nổi tiếng, nhưng mà cũng đâu phải là quá nổi tiếng. Nên là em nghĩ là mọi chuyện nó rất là đơn giản với em. Có lẽ chính vì mọi người chúng ta cảm thấy mọi thứ rất là bình thường, cho nên khi mà những thứ mà nó đến thì mình mới thấy thú vị. Là bởi vì cuối cùng đến một ngày mình cũng đạt đến cái ước mơ. Dạ, chẳng hạn bây giờ anh Đức chia sẻ cái này, lúc mình còn nhỏ chẳng hạn mình có một cái sở thích đặc biệt là mình rất thích nghe hát, nghe ca nhạc, nhưng mà không bao giờ mình có một cái mơ ước nào để mình thành ca sĩ hết. Dạ. Nhưng mình chỉ có một cái mơ ước là làm sao trong cuộc đời này có một lúc nào đấy mình được gặp một thần tượng của mình, đấy là chị Bảo Yến. Cho đến một ngày là mình được đến tận nhà chị, mình được chị gọi đến nhà và được gặp chị ở ngoài đời. Thì thực sự lúc đấy cái khoảnh khắc đấy lẽ ra mình nó phải là một cái gì đó rất là choáng ngợp với mình, nhưng mình thấy nó cũng rất là bình thường. Rất có thể là tại vì mình cũng đã để mọi thứ nó trôi qua một cách bình thường. Đại có nhớ là trong đời cuộc đời Đại có những lần là có khoảnh khắc tương tự như thế không? Thật ra là em rất là kiểu là muốn cái gì thì em muốn cho bằng được, tính của em là vậy. Giống như là hồi xưa em muốn đi Pháp, và kiểu năm 20 tuổi không tiền, không sự nghiệp, không có cái gì ổn định hết, mình đâu có thể ước mơ được giống như vậy đâu.
thì mình chỉ có muốn đổi đời lại bằng cách là mình đi thi thi đấy thôi. Mình vẫn không thắng và sau đó mình làm việc chăm chỉ thôi, và những cái cơ hội rốt cuộc mình cũng có một ngày mình cảm thấy là ồ, mình có thể tự tin đặt chân đến đấy. Là lần đầu tiên là em đi một mình, kiểu mình đánh liều hết gia sản của mình để mình đi chơi. Sau đó thì em được một khách hàng mời, khách hàng lúc tháng, mỗi tháng, mỗi năm là mời em hai lần, là vào tháng 6 và tháng 10, và đúng dịp sinh nhật của mình nữa. Nên mình nghĩ là em nên đặc biệt cái điều mà mình mơ ước, cái vấn đề gì đấy. Thì đối với em hiểu hết rõ cái điều đấy, tại vì em là một người khát khao nó vô cùng. Và khi em đạt được thì em cảm thấy rất là trân trọng những điều đó. Nó không phải là một cú sốc lớn, nhưng mà nó gọi là một cái gọi là mình cái niềm vui. Niềm vui nào nó cũng như nhau hết thôi. Giống như là anh trúng số 1 tỷ thì niềm vui của anh cũng kéo dài trong một khoảng thời gian đấy. Tại vì cơ chế của con người, hormone nó bơm lên não, cái niềm vui cũng bao nhiêu đấy. Mình bị lớn, mình bị lờn cảm xúc đi, mình quá nhiều trải nghiệm, mình có quá nhiều điều là mình vui rồi. Nên em nghĩ là chuyện gì đến nó đến, mà chuyện gì đi thì mình cũng không quá là buồn bã. Thì cũng giống như là chúng ta ngồi đây và tự nhiên mình nhớ lại ngày xưa mình đã từng mơ ước và mình nghĩ là không biết là khi nào mình có thể đạt được, nhưng cuối cùng cái chuyện này nó đã đến. Thì bây giờ thử nhìn lại những cái quãng, những cái dấu mốc trong cuộc đời mình ấy, những cái dấu mốc mà có thể là những cái bước ngoặt lớn hoặc bước ngoặt nhỏ, thì có những khoảnh khắc nào mà đại nhớ rằng nó đã trở thành những cái khoảnh khắc mà bây giờ người ta hay có cái câu gọi là change my life, đến những cái khoảnh khắc nó thay đổi cuộc đời của mình ấy. Em nghĩ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời là tại vì em sống một cuộc sống rất là cơ bản, nên là em nghĩ là cuộc sống đổi, cái mốc đổi đời đầu tiên tức là em đậu đại học, em phải xa gia đình, em vào Sài Gòn học. Và nhà em thì không có một người thân ở Sài Gòn hết, nên là em tất cả là cái quá trình mà từ năm 17 tuổi, cuối năm 17 tuổi cho tới bây giờ luôn là em tự lập, em ở đây một mình. Em nghĩ là đó là một cái cột mốc rất là quan trọng, tại vì mình một mình và mình hiểu cái thế giới nó lớn như thế nào và mình nhỏ như thế nào trong thế giới đó. Có những ngày mình đi học về xong mình chẳng biết mình là ai hết, mình cứ đi nhìn đường xá rồi mình cảm thấy wow, chỗ này rất là thiên đường, chỗ này rất là xa hoa và chỗ này rất là kiểu ước gì mình được đến đấy một lần. Ước gì mình được ăn ở đây một lần. Những cái ước mơ đó nó vô định lắm, tại vì mình kiểu khi mà mình không có gì hết, mình muốn tất cả mọi thứ. Em nghĩ là nhờ vấn đề đấy thì em có ngày hôm nay. Rất có thể là một cái khoảnh khắc mình bước vào cái nhà hàng mà ngày xưa mình đã từng mơ được ăn một món ở đấy cũng là một khoảnh khắc change my life. Dạ đúng đó. Rồi kiểu giống như là hồi xưa, ví dụ đi, hồi xưa mình thích ăn sushi, mình kiểu là ước gì một tuần được ăn sushi một lần, hoặc một tháng đi ăn sushi một lần. Tại vì một bữa sushi là 300.000 rồi, 300.000 là một tiếng coi như làm được 15.000 đi, là kiểu là quá chiều. Mấy ngày mới đi ăn được một bữa đó. Em nghĩ là một vấn đề may mắn là hiện tại mình cảm thấy trân trọng những cái ước mơ mà mình đã từng có quá khứ. Câu chuyện mà đúng là nghĩa là tươi đẹp thật, cuộc sống rất là tươi đẹp. Dạ. Như những gì mà Quang Đại chia sẻ, cuộc sống của chàng trai này đúng có lẽ là một cuộc sống trong mơ thật. Mọi thứ nó diễn ra dường như là được sắp đặt vậy, cho dù là đúng là phải nỗ lực rất nhiều đạt được cái điều đấy, nhưng dẫu sao nó cũng đã diễn ra và mưa cũng đã được chạm tới. Ngày hôm nay có thể quý vị không gặp những câu chuyện giật gân hay những câu chuyện mà hậu trường mà chúng ta thường là chờ đợi ở những người nổi tiếng như là Quang Đại chẳng hạn, nhưng mà hôm nay Đại đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện rất thú vị, đặc biệt là về cái quan niệm, về cuộc sống, cái cách mà một chàng thanh niên tỉnh lẻ đã đạt đến cái mơ ước của mình. Và hẳn đấy là những điều rất là thú vị, vì với những người trẻ bây giờ họ đầy năng lượng thì đôi khi cũng không nhất thiết là phải là cứ đem những câu chuyện hậu trường ra để kể. Họ có thể kể về cách họ sống. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện rất nhiều về cái công việc làm người mẫu và những cái mơ ước của Đại, mà quên mất một điều rằng là chàng trai này làm được rất nhiều điều trong cuộc sống của mình, không chỉ là một người mẫu nổi tiếng mà còn là một businessman. Và mình cũng có đọc trên Instagram anh ấy kể rất nhiều về những cái project của mình, những cái dự án của mình, từ quán cà phê rồi homestay rồi là chuyện startup các thứ, làm rất là nhiều thứ. Những cái công việc đấy thì là nó đã đến với Đại như thế nào? Nó như là một cái duyên cho cuộc sống, tức là nhờ mình làm người mẫu mà mình có cơ hội làm cái đấy, hay nó đã là một cái kế hoạch được sắp đặt trong cuộc đời của mình? Nó thật sự là cái duyên thật là vậy, giống như trời dúi vào tay vậy. Tại vì em lại là người rất là tò mò, một ngày trong đầu em có thể là có 10.000 câu hỏi và em hay tò mò, tại sao cái này là cái gì, cái kia là cái gì, tại sao người này làm cái vấn đề này. Em là bạn thân của Google, tức là cái vấn đề gì trong cuộc sống em cũng Google hết, kiểu giống như là màu xanh này anh bận là màu xanh gì em cũng sẽ Google, giống như vậy. Em có rất nhiều cái câu hỏi rất là tào lao, và từ vấn đề đấy thì em nghĩ là nguyên tắc là câu hỏi đó là hình thành cho mình từ khi mà mình học luật rồi. Và sau này mình làm người mẫu thì mình cảm thấy là không phải là những cái vấn đề mà em kinh doanh đều liên quan tới vấn đề người mẫu hết. Nó chỉ là liên quan tới những vấn đề thắc mắc của em thôi. Và thật sự em muốn làm. Em nghĩ là mình cứ làm, đâu có mất gì đâu. Cứ làm đại đi. Và em nghĩ là từ những cái đấy thì nó có ngày hôm nay. Cơ duyên rất là tình cờ là em thích cái gì thì em nghĩ là em thích thử làm cái đấy. Và em cứ làm thử thôi, từ nhỏ tới lớn, tích tiểu thành đại. Kể cả mở quán cà phê, kể cả chuyện kinh doanh, startup cũng là thử cho biết. Dạ đúng rồi, thử cho biết. Tại vì em nghĩ là cũng không có mất gì. Thật ra nếu mà mất thì cũng đâu có mất gì đâu. Tiền bạc cũng không có. Tại vì mình nghĩ là mình phải kiểm soát mình. Với lại em luôn muốn thử thách bản thân mình. Mình có thể làm được điều gì khác không? Mình có giỏi vấn đề đó không? Nếu mà không thì mình thua thất bại thì mình vẫn chấp nhận điều đó. Và càng lớn thì em học được cái sự chấp nhận.
Tức là mình có kỳ vọng thì tốt, nhưng mà mình vẫn luôn biết chấp nhận. Mọi thứ dường như với chàng trai này nó đã được sắp đặt và nó diễn ra dường như theo đúng một cái quy trình rất đặc biệt nào đấy. Em nghĩ là nó cũng không phải là do sắp đặt đâu. Tức là kiểu là em có quan điểm kiểu là tương đối lạc quan đối với nó thôi. Chứ thật ra là mọi người cũng biết là kinh doanh rất phức tạp, nó còn phức tạp hơn làm người mẫu nữa. Có những cái gọi là kiểu là mình phải đi chợ, mình phải tiếp xúc với tất cả những cái kiểu người trong xã hội, từ chợ rồi kiểu là bảo vệ xe ôm, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Và em nghĩ là nhờ những vấn đề đó nên em có cái nhìn rất lạc quan. Em nghĩ là cuộc sống nếu mà mình muốn vui vẻ, mình không nên nhìn lên, cũng đừng nhìn xuống hay nhìn xung quanh. Và từ cái nhìn xung quanh đó mình sẽ biết là mình đang là ai, mình đang ở đâu và mình đang có gì. Và ngày hôm nay mới quan trọng, chứ quá khứ cũng không quan trọng. Và tương lai thì là một điều mình kỳ vọng thôi. Chứ mình cũng phải là mình đâu nghĩ là ngày mai mình sẽ có cái này, sẽ có cái kia. Biết đâu ngày mai mình mất cái này, mình mất cái kia. Nên điều đó nó cũng không quan trọng lắm. Bằng cách là mình trân trọng hiện tại, hãy cứ đứng lên làm những điều bạn thích trước đã. Đúng vậy rồi. Thì nếu gọi là save the best for last, thì một câu chuyện mà hầu như ai cũng sẽ chờ đợi trong một buổi trò chuyện với một anh chàng đẹp trai là câu chuyện tình yêu. Với rất nhiều những cái lựa chọn trong cuộc sống mà mình có cái quyền để lựa chọn như thế, thì trong tình yêu là một tình yêu là như thế nào? Em là một người cũng an toàn giống như là cá tính của em. Tức là kiểu dù trời sập em cũng giống như vậy, tại vì tính của em nó là vậy rồi. Và em coi mọi chuyện nó rất là sao cũng được, tức là whatever, giống như là cái slogan của em. Không phải là whatever là kiểu là mình bỏ mặc người mình yêu hoặc là bỏ mặc những người yêu mình, mà mình nghĩ là có thì mình vui, mà không có thì mình cũng không buồn, tại vì mình vẫn có cuộc sống độc thân, mình vẫn rất là tốt, mình vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Một anh chàng đẹp trai thì có nhiều lựa chọn thì đương nhiên chẳng nghĩ thế. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà tốt hơn là một người bình thường, người ta nghĩ được cái thói quen đó và người ta biến thành cái thói quen đó. Em nghĩ là xung quanh anh hoặc là xung quanh em cũng có những người mà kiểu là dù đẹp nhưng mà vẫn khổ vì tình, dù thành công nhưng mà vẫn khổ vì tình yêu, đúng không? Tức là em nghĩ là vẫn khi mà mình không thay đổi được cuộc sống, mình thay đổi quan điểm của mình đối với cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay á, trong một cái câu chuyện mà ở đó Đại chia sẻ rất nhiều về cái quan điểm sống của mình và cái con đường đạt được ước mơ của mình, thì nếu như cần phải nói những cái lời chia sẻ, những cái lời tri ân, những cái lời cảm ơn đến ai đã góp vào cái thành công đó, Đại có thể muốn gửi lời đến những ai? Thật ra thì em muốn gửi lời cảm ơn đến ba em. Tức là ba em là một người kiểu là tuyệt vời luôn, tại vì lúc nào cũng hy sinh những thứ mà tốt nhất cho con mình. Chưa bao giờ ba em muốn một cái gì hết. Ba em là một người kiểu là rất là truyền thống, rất là thương con, tôn trọng giáo dục và rất văn minh. Và ba em cũng tên là Văn Minh nữa. Nên là em cảm thấy nên nhưng mà em cảm thấy điều đó rất là tự hào, tại vì mình sinh ra và mình được nuôi dưỡng bởi một người bố rất là gọi là chính trực, thẳng thắn, nhưng mà lại là rất nhiều tình thương. Nên là em cảm thấy là em học tập được từ ba em rất là nhiều. Một người nữa em muốn cảm ơn là cô giúp việc của em, tại vì em sống ở đây một mình. Em rất là độc lập nên là em cũng không muốn nhờ vả ai, nhưng mà cô giúp việc của em giống như là một người gọi là bị lạ nhưng mà rất là tốt đối với cuộc sống của mình. Em nghĩ là nếu mà không có cô giúp việc thì không có em ngày hôm nay, tại vì anh hiểu mà, một người về nhà người ta muốn là nhà cửa gọn gàng. Em sống một mình nên là kiểu cô đã làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống giùm em, và em về nhà em chỉ có vấn đề là em thoải mái, em tái tạo năng lượng và em cảm thấy đó là nơi mà mình để relax. Nên là có hai người em muốn cảm ơn là hai người đấy. Vâng, Minh Đức thì tò mò là có bao giờ ba của Đại nói với Đại cái lý do vì sao ông đặt tên cho con trai mình là Quang Đại, một cái tên rất là hay. Tại vì nhà em đặt tên theo kiểu logic, kiểu là có con trai thì là sẽ tên lót của nhau. Tức là ba em là Minh thì anh hai em là Minh Quang, em là Quang Đại. Em tên là Đại Thịnh, tức là lót với nhau. Nên là thật ra là em vô tình em lấy được cái tên này thôi, chứ thật ra cũng chẳng phải là cố ý gì hết. Đó nên là em cảm thấy là, nhưng mà cái tên này nó cũng rất là hợp với mình. Mình cũng là một người bự con, cao ráo, mình tỏa ra cái ánh sáng, tức là không phải là hào quang mà mình rất là kiểu dễ chịu. Em rất là thích cái tên của em, thật sự là vậy. Vâng, để hôm nay quý vị đã được nghe Quang Đại chia sẻ cái cách định nghĩa về chính cái tên của mình, điều không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe từ chính những người nổi tiếng. Xin cảm ơn Quang Đại một lần nữa đã đến với Ký ức tươi đẹp và chia sẻ những câu chuyện rất rất là thú vị về cuộc sống của mình. Hy vọng là quý vị sẽ còn theo dõi chương trình của chúng tôi nhiều để gặp được những câu chuyện thú vị như câu chuyện ngày hôm nay với Quang Đại. Đến đây thì Minh Đức và Quang Đại xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.